Chào mừng các em trở lại với môn tiếng Anh lớp 6, bài số 9, Cities of the World. Trước khi vào bài, thầy giáo có một bài tập nhỏ. Các em sẽ cùng làm để chúng ta ôn lại nội dung bài giờ trước. Complete the sentences using the superlative form of the adjectives given. Các em sẽ phải hoàn thành các câu sau sử dụng dạng so sánh hơn nhất của các tính từ ở trong mỏ. Để làm được bài này, các em cần xác định được tính từ trong mỏ là tính từ dài hay tính từ ngắn. Nó có cấu tạo như thế nào? Ví dụ với câu thứ nhất, chúng ta có tính từ là heavy. Từ này có hàm tiết và tận cùng của nó là y dài. Nên tính từ này chúng ta coi nó là tính từ ngắn. Và chúng ta sẽ chia thành the heaviest. That is the heaviest traffic I have ever seen. Tương tự, các em phân tích và làm các câu từ 2 cho đến 5. Ở câu thứ hai chúng ta có tính từ intelligent. Intelligent. Chúng ta thấy nó có 4 âm tiết, như vậy nó là tính từ dài. Câu thứ ba tính từ trong ngoặc của chúng ta là từ hot. Nó chỉ có 1 âm tiết nên nó là tính từ ngắn. Số 4 cũng chỉ có một từ, đó là từ high. 1 âm tiết là từ high. Và số 5 chúng ta có từ fascinating. Fascinating. 4 âm tiết. Nào các em sẽ làm. Chúng ta làm phần trước. Các em nhớ lại cái quy tắc chúng ta chia tính từ ở dạng so sánh hơn nhất. Phải có cái gì? Và với tính từ dài thêm gì? Với tính từ ngắn thì thêm cái gì? Now, let's check. Number two. Ngài is the most intelligent. The most intelligent. Number three. Hot. The hottest. Các em chú ý từ hot. Chúng ta phải gấp đôi chữ T trước khi thêm đuôi ist, bởi vì nó có cấu tạo là một nguyên âm đứng giữa hai phụ âm. Hottest. Câu thứ tư. Chúng ta có the highest, highest, the highest, Everest is the highest mountain in the world. Và câu cuối cùng, chúng ta có tính từ dài, fascinating. Nên các em sẽ làm giống với câu số 2, đó là the most fascinating. Ok, đây là nội dung bài giờ trước. Chúng ta ôn lại cái câu so sánh với tính từ, so sánh hơn nhất với tính từ. Bây giờ bài ngày hôm nay. Unitize cities of the world a close look to. Now, activity 1. Grammar the present perfect. 1. Listen again to part of the conversation. Pay attention to the present perfect. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cái thì hiện tại hoàn thành, present perfect. Trước khi đi nghiên cứu kỹ cái thì này, thì em sẽ cùng nghe cái hội thoại, nghe lại hội thoại của phần thứ nào, chúng ta cùng nghe. Unit 9, page 29, a closer look to activity 1. Listen again to part of the conversation. Pay attention to the present perfect. What nice photos! Have you been to all these places? Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot. Is the weather there hotter than in Sydney? Oh, yes. Sydney isn't so hot. I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and most beautiful in the world. Is this London? What bad weather! Yes, we've been there twice. Ok, em đã nghe vừa nghe lại hội thoại và chúng ta thấy trong các câu
có các cụm từ thực ra đã để màu đỏ, đó chính là thì dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, chính là cấu tạo hiện tại hoàn thành. Have you been, I've been và we've been. Vậy cấu tạo hiện tại hoàn thành như thế nào? Thì các em sẽ sang phần tiếp theo. Em sẽ nhìn thêm vào một số ví dụ của thầy giáo. Trong câu khẳng định, chúng ta có I have just seen Nam at the library, hoặc she has gone to Italy twice. Câu phủ định, chúng ta có you have not sent me the report yet, hoặc Mary has not done her homework. Sang câu nghi vấn, thì các em thấy cả hai câu chúng ta đều bắt đầu bằng have với you, và dưới Kathy dành từ số ít chúng ta thêm has đằng trước. Vậy cấu tạo của thì hiện tại hoàn thành là gì? Trong câu khẳng định thì chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với have hoặc has và cộng với P2. Cái P2 này nó là cái gì? Lát nữa thầy giáo sẽ giải thích. Ở câu phủ định thì các em sẽ thêm not vào sau have hoặc has. Hai từ này chúng ta gọi là trợ âm từ trong thì hiện tại hoàn thành, và chúng ta cũng vẫn cộng với P2. Sang câu nghi vấn, chúng ta chuyển have hoặc has lên trước chủ ngữ và cộng với P2. Vậy P2 là cái gì? Các em chú ý. Với chủ ngữ là I, we, you, they thì chúng ta sẽ sử dụng trợ âm từ là have. Với chủ ngữ là he, she, it chúng ta sẽ dùng chủ ngữ là has. Và chú ý have not các em sẽ viết tắt thành haven't và has not sẽ viết tắt thành hasn't. Và phần thứ hai đây là gì? Đó chính là viết tắt của hai từ past participle, quá khứ phần từ hoặc là phần từ quá khứ. Hay chúng ta hiểu đơn giản, đó là động từ có quy tắc em thêm đuôi ed, và động từ bất quy tắc thì nó ở cột thứ ba. Và cột thứ ba là gì? Đây thì là có một số cái động từ mẫu. Đây, cột thứ nhất dạng nguyên thể verb. Cột thứ hai chúng ta có từ past, cái này chúng ta đã học ở kỳ một rồi. Và cột thứ ba past participle, đây chính là cột thứ ba. Trong thì hiện tại hoàn thành các em sẽ phải sử dụng cái cột này. Ví dụ với từ go, quá khứ nó là went và quá khứ phân từ gone, phần thứ hai nó là gone. See, saw, seen. Be, was, were và been. Take, took và taken. Eat, ate, eaten. Đây là một số cái ví dụ về động từ ở dạng phần thứ hai, phần từ quá khứ. Các em nghe và đọc lại theo thầy giáo. Bây giờ chúng ta đọc, các em sẽ đọc cả ba cho nó quen. Go, went, gone. See, saw, seen. Be, was, were, been. Take, took, taken. Eat, ate, eaten. Như vậy là với động từ bất quy tắc, chúng ta sẽ phải làm sao? Sẽ phải học thuộc lòng. Còn với động từ có quy tắc thì các em thêm quy tắc, thêm ed theo đúng quy tắc. Vậy cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành. Thực ra có tiếp một số ví dụ. Mình has been to Đà Lạt twice. Mình đã đến Đà Lạt hai lần. We have seen that film many times. Chúng tôi đã xem bộ phim đó nhiều lần. Vậy thì hiện tại hoàn thành dùng để làm gì? Dùng để diễn tả những cái trải nghiệm của chúng ta, những cái trải nghiệm, những cái việc chúng ta đã từng làm. Và ở đây các em chú ý có từ twice, từ many times. Chúng ta sẽ dùng khi làm sao? Khi không đề cập đến thời gian. The exact time the action happened is not important. Cái thời gian chính xác mà cái hành động xảy ra là không quan trọng. Có nghĩa là chúng ta không nhớ vào cái thời điểm nào. Đấy, nó không quan trọng lắm, cái việc đề cập đến thời gian. Hoặc một ví dụ nữa. He has never seen a monkey before. Ở trước đó anh ta chưa nhìn thấy con khỉ. Một ví dụ nữa. Have you ever climbed Mount Everest? Bạn đã từng leo lên đỉnh Everest chưa? Vậy thì hiện tại hoàn thành đây nó còn được sử dụng với từ ever, never. We often use ever and never when we describe our experiences. Chúng ta sử dụng ever và never khi chúng ta miêu tả về cái trải nghiệm của mình, cái việc từng trải của mình.
Đấy là cách sử dụng của thì hiện tại bảo thành. Bây giờ các em áp dụng làm cho thầy giáo bài tập sau. Give the correct forms of the verb. Toàn bộ các câu ở đây chúng ta đều chia động từ thì hiện tại hoàn thành. Các em nhớ là tất cả đều là động từ thì hiện tại hoàn thành. Để làm được thì các em cần nhớ lại cái cấu tạo thầy giáo vừa cho chúng ta ở phần trước. Xác định được cái động từ đó là có quy tắc hay là bất quy tắc để chúng ta biến đổi. Ví dụ ở đây có ba động từ, bốn động từ là có quy tắc. Đó là, xin lỗi, là bất quy tắc là từ see, learn, be và read. Còn với hai động từ finish và study, nó là động từ có quy tắc nên các em chỉ việc thêm đây đi theo quy tắc. Theo quy tắc thêm. Đây là thứ nhất. Thứ hai, các em xác định xem câu đó là câu phủ định đấy, hay là câu nghi vấn để chúng ta đặt cái trợ động từ have hoặc has ở đâu. Và cái bước thứ ba là các em cần xác định được xem chủ ngữ trong mỗi câu là gì để chúng ta sử dụng trợ động từ have hay là has cho phù hợp. Ví dụ với câu thứ nhất, chủ ngữ chúng ta là ai nên sẽ phải đi với have. Câu có not nên câu này là câu phủ định và finish là động từ có quy tắc nên chúng ta thêm ed. Vậy đáp án của câu thứ nhất sẽ là haven't finished. I can't go with you as I haven't finished my homework yet. Tôi không thể đi với bạn vì, as đây chúng ta dịch bằng với because, vì tôi chưa, vẫn chưa hoàn thành xong bài tập. Ở đây chúng ta có từ z, z đây các em chỉ hiểu là vẫn chưa, nó thường đi với not, not z là vẫn chưa. Chưa làm xong bài tập nên tôi không thể đi chơi với bạn được. Đi câu thứ hai, they study at this school for 7 years. Chúng ta có chủ ngữ là they. Vậy trợ động từ đi với từ they sẽ là gì? Đó là have. Và từ study là động từ có quy tắc nhưng nó lại kết thúc là y dài đứng sau phụ âm d, đứng sau một phụ âm nên chúng ta phải biến đổi y dài thành y ngắn nó thêm d. Vậy câu này sẽ là have studied. Họ đã học ở cái ngôi trường này. Họ đã học ở ngôi trường này được 7 năm. Câu thứ ba, chúng ta thấy có chủ ngữ là you, có từ ever, có dấu hỏi, đây là câu hỏi. Với chủ ngữ là you thì động trọng từ sẽ phải là have. Và phần thứ hai của see đó chính là seen. Và chúng ta có một câu đó là have you ever seen a tiger? Bạn đã từng nhìn thấy hổ chưa? Đến câu thứ tư, chúng ta có chủ ngữ là they, sẽ đi với trọng từ là have. Và động từ chính trong câu chúng ta là learn. Động từ này là động từ bất quy tắc và cũng đôi khi người ta sử dụng nó như là một động từ có quy tắc. Các em có thể sử dụng cả hai trường hợp. Có quy tắc thì chúng ta thêm ed, thì là không đề cập đến đây. Còn trong trường hợp này, thực ra đề cập đến động từ này nó là trường hợp bất quy tắc. Have learned. Rồi, các em thêm chữ t mà sao? Learned. They have learned English since 1990. Họ đã học tiếng Anh kể từ năm 1999. They have learned English since 1999. Chúng ta chú ý cái từ since, kể từ. Câu thứ năm, the weather be. Chủ ngữ đây là the weather. Nó là dành từ không đến được, nên tận từ sẽ phải là has. Be, phần từ của nó là been. Và chúng ta có has been. The weather has been quite good since the holiday. Thời tiết đã là, trở nên là khá là tốt kể từ kỳ nghỉ Tết. Câu thứ 6, I nên trọng từ sẽ phải là have. Và động từ chính, read, chúng ta vẫn để nguyên nó là như thế này. Tuy nhiên cách đọc nó khác. I have read this book many times before. Ở trước đó tôi đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần. Đấy là một số câu ví dụ chúng ta áp dụng
để chia cái động từ thì chúng ta hoàn thành cho nó đúng. Bây giờ chúng ta sang bài tập ở trong sách giáo khoa. Bài tập số 2. Put the verbs in brackets into the present perfect. Chúng ta điền động từ ở trong ngoặc này ở thì hiện tại hoàn thành. Các em nhớ nha. Động từ đây các em sẽ điền đúng với thực tế trong cái bài hội thoại các em học trong phần Getting Started, nói về gia đình mà tổ. Chúng ta có 1, 2, 3, 4 động từ. Động từ trong bài tập này chúng ta thấy là có một động từ to be, hai động từ to be, ba, bốn động từ to be. Rất đơn giản mà các em, chúng ta đã có cái bảng đó rồi, phần từ là been. Và một động từ nữa đó là động từ visit. Visit. Ở đây là động từ có quy tắc. Có quy tắc. Bây giờ thời gian cho các em làm là 1 phút. Các em chỉ cần viết đáp án nữa thôi, không cần phải viết cả câu nữa. Cần xác định được chủ ngữ nó là số nhiều hay số ít để chúng ta sử dụng động từ have hoặc has. Cái quan trọng của bài này là vậy. Còn động từ to be chuyển sang phần từ chúng ta đã có rồi. Nào, chúng ta cùng chữa bài. Number one, Tom. Tom là ngôi thứ ba số ít nên động từ sẽ là has. Chúng ta có has been. Tom has been to Rio de Janeiro, Sydney and London. Number two, subject here, the family. Chúng ta có danh từ làm chủ ngữ là the family. Từ này thì nó là vừa là số ít vừa là số nhiều. Tuy nhiên khi nó nói về một tập thể, cả một cái gia đình thì được coi là số ít. Còn khi nói đề cập đến thành từng thành viên trong gia đình thì chúng ta còn là số nhiều. Và đây người ta muốn nói đến tập thể của cái gia đình, cả gia đình bạn ấy. Nên trợ từ đây sẽ phải là has. Chúng ta có đáp án là has been. Câu thứ 3, Tom cũng là ngôi thứ 3 số ít. Nên trợ từ sẽ là has. Và visit chúng ta có là visited. Tom has visited London twice. Number 4, his brother, danh từ ngôi thứ 3 số ít, trợ từ vẫn là has been to New York. But, trên là his brother has been to New York. Anh trai của bạn ấy đã đến New York, nhưng anh ta đến đó. Anh ta đến đó chưa? Hay bạn Tom đã đến đó chưa? Ở đây người ta không cho not, nhưng khi chúng ta chia chúng ta vẫn phải cho not vào. Bởi vì nội dung bài nó là Tom chưa đến New York. Đấy là nội dung cái bài tập số 2. Hy vọng là các em sẽ đúng đa số nội dung bài này. Chúng ta chuyển tiếp sang một bài tập nữa. Put the verbs in brackets in the correct form. Đấy. Chúng ta sẽ phải cho dạng đứng của động từ trong ngoặc. Ở đây có thể là thì hiện tại hoàn thành hoặc những thì mà các em đã học. Các em nhớ là chứ không phải là chỉ mỗi thì hiện tại hoàn thành để cho rằng đúng. Các em có 1 phút để suy nghĩ và làm nhanh bài này. Câu thứ nhất là you see High School Musical. Oh yes, I love it, I see it many times. Động từ là see, chúng ta đã có phần từ rồi. I often go to bed very late. Có dấu hiệu thì gì đây? Number 3, I never be on TV. Number 4, they clean the car every week. Có từ every. Number 5,
too easily take the bus to school. Chúng ta cũng có dấu hiệu của thì là easily. Và câu thứ 6, my sister loves that restaurant and she ate there hundreds of times. Chúng ta có động từ eat. Đó, như vậy là các em đã hết giờ làm bài của các em. Trước khi chữa bài này, thầy giáo sẽ có một trò chơi. Em có chơi không? Có muốn chơi không? Chắc là nói trò chơi thì em nào cũng muốn chơi. Trò chơi chúng ta nghe nhạc thì chắc là ai cũng biết đó là Who's a Millionaire? Ai là triệu phú? Chúng ta sẽ có các câu hỏi và em sẽ trả lời các câu hỏi để có được điểm. Mỗi câu trả lời đúng, các em sẽ được 20 điểm. Sau khi trả lời xong, biết đáp án các em sẽ nhắn tin lại cái kết quả của cái trò chơi này cho thầy giáo. Nào, câu hỏi thứ nhất. You see High School Musical? Oh yes, I love it. I see it many times. A. Do you see and see? B. Have seen and have seen. 3. C. Has seen, has seen. And D. Does see and see. Thời gian suy nghĩ chúng ta. Vậy đáp án chúng ta là gì? Rồi, đó là phương án B. À, em là có đáp án B là đúng, chúng ta sẽ đánh dấu vào. À, và chúng ta thấy có từ many times thì hiện đã hoàn thành câu hỏi có have you seen. Sang tiếp câu thứ hai. Câu hỏi chúng ta như sau. I often go to bed very late. A. Have gone. B. Go. C. Goes. And D. Has gone. Nào, đáp án của chúng ta là gì? Thời gian suy nghĩ của em bắt đầu. Chúng ta chỉ có 20 giây thôi. Xin lỗi, 10 giây thôi. Time is up. The correct answer is B. I often có động từ, có trợ động từ, xin lỗi, có trạng từ often chúng ta sử dụng thì hiện tại được. Câu thứ. Câu hỏi là gì đây? They clean the car every week. A cleans, B have cleaned, C has cleaned, and D clean. Đã hết, đáp án chúng ta là D, clean. Chúng ta thấy có từ every, dấu hiệu thì hiện tại đơn, chủ ngữ là they, động từ clean giữ nguyên. Chúng ta tiếp tục câu. I never be on TV. A have been, B has been, C haven't been, and D hasn't been. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đáp án chúng ta là A. Có từ never nên dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành, chúng là ai, chúng ta có have. B thành been. Tại sao không phải là haven't been? Thì đó có từ never là không bao giờ, nó mang cái phủ định nên chúng ta không dùng với not. Câu tiếp theo.
to easily take the bus to school. A has taken, B have taken, C takes, and D take. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đáp án của chúng ta là C, two là ngôi thứ ba. Đây là thứ nhất. Thứ hai là có dấu hiệu của thì, hiện tại đơn usually nên động từ chúng ta chia là ngôi thứ ba số ít. Câu tiếp theo. My sister loves that restaurant and she eats there hundreds of times. A has eaten, B eats, C have eaten, and D eats. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đáp án chúng ta là A has eaten. Chung với chúng ta là she. Đằng sau chúng ta có hundreds of times, hàng trăm lần. Hundreds of times, không xác định là thời gian khi nào. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Phần 2 của it là eaten. Như vậy là các em đã xong nội dung phần trò chơi. Và đây thì là đáp án của toàn bộ cái bài số 3, chính là nội dung của trò chơi chúng ta vừa mới thực hiện. Em theo dõi và chữa nhanh vào bài và vở của mình. Have you seen High School Musical? Yes, I love it. I have seen it many times. I often go to bed very late. I have never been on TV. They clean the car every week to easily take the bus to school. My sister loves such restaurants and she has eaten there hundreds of times. Chúng ta tiếp tục sang một bài tập nữa. Look at the web page. Tell the partner what he has done this week. Các em nhìn tranh và nói xem là bạn Tom đã làm gì vào trong tuần này. Làm gì trong tuần này có nghĩa chúng ta phải sử dụng cái thể hiện tại hoàn thành trong bài này. Em nhìn tranh để biết được bạn làm gì. Ví dụ bức tranh thứ nhất. He has read a book. He has read a book. Anh ta đã đọc một cuốn sách. Thế là ăn gì? Đó là món phở. Em sẽ có thời gian là một phút để suy nghĩ. Em nghĩ, suy nghĩ và tự nói là thôi. Không nhất thiết phải có bạn. Chúng ta tự nói. Tí thì giáo chữa. Xem em đã nói chính xác chưa. Nào, chúng ta chữa bài. Ở bức tranh thứ hai. He has eaten pho. Eaten pho. Three. Chúng ta thấy quả bóng với cái giày. Có nghĩa là bạn đã chơi bóng đá, đúng không? He has played football. Has played football. Bức tranh thứ tư. He has gotten a fart. Bạn đã đạt được cái điểm A cộng. Has got an A flat. Điểm A cộng. Và bức tranh cuối cùng là gì đây? Này, đôi tay này. Có cái gì đây? Một con chó nữa. Có thể là he has washed his dog. Anh ta đã tắm cho con chó của mình. Như vậy chúng ta đã vừa nói được xem là cái bạn Tom, bạn đã làm gì trong cái tuần này. Còn em thì sao? Em đã làm gì được? Làm được những gì trong tuần này? Chúng ta cũng kể ra công việc mà mình đã làm trong tuần. Thế sẽ có tiếp một cái bài tập nữa. Class survey. Bài này thì dành cho các bạn khi mà chúng ta đến lớp học. Còn bây giờ trong quá trình nghỉ thì các em sẽ chỉ cần nghe thầy giáo hướng dẫn và chúng ta suy nghĩ dần. Go around the class asking the survey questions to find out.
Chúng ta đi quanh lớp để hỏi, hỏi những câu hỏi khảo sát để tìm, mục đích là để tìm ra cái gì? One thing that everyone has done. Một thứ mà mọi người đã làm. One thing no one has done. Một việc, một thứ là không ai làm. Trong thứ dưới đây. Nên các em có thể hỏi bạn bè xung quanh nhà mình cũng được. Không nhất thiết phải đến trường chúng ta mới làm. Em có thể hỏi bạn bè xung quanh nhà. Ví dụ, have you ever sung karaoke? Bạn đã từng hát karaoke chưa? Nếu có, nếu đã từng là chúng ta đánh dấu tích vào cái cột yes. Và nếu chưa, thì các em đánh dấu cross vào cái cột no. Hoặc câu thứ hai, have you ever talked on the phone for 1 hour? Đây. Em đã từng nói chuyện trên điện thoại 1 tiếng đồng hồ chưa? Đấy, thường. Nếu mà nói đã từng rồi, chúng ta dấu tích vào cột yes, và chưa, chúng ta đánh dấu nhân, so cross cột no. Hoặc câu thứ ba, have you ever been on TV? Bạn đã bao giờ được lên truyền hình chưa? For have you ever eaten ice cream in winter? Chúng ta đã từng ăn kem mùa đông chưa? Five, have you ever had a pet? Đã từng có một con vật nuôi, vật cưng chưa? Con thú cưng, pet. Six, have you ever talked to a native speaker of English? Đã từng nói chuyện với một người nói tiếng Anh bản địa chưa? Đấy, 6 câu này em sẽ nghiên cứu rồi chúng ta có khi nào có thời gian, có điều kiện thì em sẽ áp dụng để làm bài. Và sau khi làm xong cái phần điều tra này thì em sẽ có một cái bài nói report model, một cái bài nói. Ở đây thầy giáo có một bài nói mẫu report model, bài mẫu. Chúng ta sẽ phải dựa vào những cái gì chúng ta vừa mới khảo sát để chúng ta viết thành một cái bài nói về những gì mình đã khảo sát. For example, hi everybody, I have done a class survey and now here is the results. One thing that everybody here has done is singing karaoke. About one-fifth confess that they have ever talked on the phone for 1 hour. But no one has ever been on TV. About two-fifths suppose that they have eaten ice cream in winter. Three-fifths confirm that they have ever had a pet. It is interesting that half of us have ever talked to English native speakers, that's all. Một bài nói rất ngắn về những gì mà chúng ta vừa mới điều tra. Bài này các em sẽ tự làm và chúng ta tự viết ra cho mình một cái bài tường thuật. Rồi khi nào có điều kiện chúng ta sẽ nói trước lớp cho các bạn cùng lớp nhé. Đấy là nội dung toàn bộ cái bài tập bài hôm nay thầy giáo muốn truyền đạt cho các em. Và bài tập về nhà, các em sẽ ôn lại các phần ngữ pháp về thì hiện đã hoàn thành. Làm bài tập 1 đến 7 trang 16 và 18 trong sách bài tập. Chúng ta chuẩn bị tiếp phần nữa của Unit 9, đó là Communication. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các em.